Bác ơi, sáng nay em vừa mới ngủ dậy, đang tập thể dục, đang chuẩn bị bảo anh xã ơi, anh đi mua cho em một ít đồ ăn sáng đi. Thì trời ơi, chẳng thấy ông xã đâu cả. Nhìn trên đỉnh đầu giường có một cái tờ đơn như thế này các bác ạ. Thế có đau hay không? Đơn xin đi câu cá, nóc nhà never die, độc lập tự do hạnh phúc, gửi vợ yêu nóc nhà của anh. Có lẽ lúc em đọc được lá đơn này thì anh đã ở hồ câu cá rồi. Nhưng em à, vợ yêu dấu à, anh đã rất chăm chỉ hoàn thành hết công việc nhà, quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, mua thức ăn, cắm cơm sẵn. Em đi làm về ăn cơm rồi nghỉ sớm đi nhé. Hôm nay là thứ bảy, anh nhận ra rằng thời tiết hôm nay và ngày mai rất đẹp, phù hợp để đi câu cá, nên anh xin về sớm để đi câu cá cùng mấy anh em. Mấy thằng bạn anh bảo hôm nay không đi câu cá có lỗi với thời tiết. Anh viết đơn này để xin em cho phép anh đi câu từ chiều hôm nay đến trước 6:30 tối ngày mai anh sẽ về. Anh hứa sẽ ngoan và câu nhiều cá đem về nấu cháo tẩm bổ cho em và con. Yêu em nhiều. Lại còn PS, để tập trung vào chuyên môn, anh sẽ tắt nguồn điện thoại vì anh nghe ở đâu đó nói rằng sóng điện thoại không tốt cho cá. Em yên tâm ở nhà chờ anh về nhé. Trời ơi, thứ bảy có ai nhận được một lá đơn như em không? Em chuyên bán đồ câu cá thật, nhưng mà sau khi đọc được cái lá đơn này thì em cũng sững sờ luôn các bác ạ. Đây là một cái clip vui nhân ngày thứ bảy. Chúc mọi người đi câu cá vui vẻ. Và đơn xin này là một cái sưu tầm ở trên mạng do một khách hàng gửi cho Vân Nguyễn, chứ không phải chồng Vân Nguyễn gửi cho Vân Nguyễn đâu nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Vân Nguyễn rất là nhiều ạ.